Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một cái sản phẩm xe bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2018, số tự động XLS 1 cầu, màu ghi xám. Xe bên em vừa mới lấy về. Xe thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Xe không đâm xô, tai nạn, ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Và với cái chiếc xe đời 2018 nhập nguyên chiếc Thái Lan này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đấy, xe được bác chủ lắp thêm thanh thể thao này, màn hình Android này và cam lùi này. Đấy, tất cả xe thì 4 cánh cửa cốp trước cốp sau là zin, đèn hậu, đèn trước và kính đèn thì đều theo 5 thông số của chiếc xe là 2018 nhé. Đây là cái phần khung gầm của chiếc xe này. Về cái phần khung gầm thì không có bắn nheo, bắn cao su non gì và sơn si gì. Đến cổ bô, cổ xả của chiếc xe nó còn khá là sáng và đẹp. Đấy, lốp sơ cua đây. Đấy, toàn bộ các cái phần khung gầm mà không mục ngoặt gì. Đấy, cản sau của chiếc xe còn khá là đẹp. Đấy, toàn bộ các cái phần nộ ngoại thất bên ngoài này, cánh cửa, khe hở cánh cửa đều zin và nguyên bản hết nhá. Đấy, đây là toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe nhá. Đến đèn pha này, ba đợt sốc của chiếc xe khá là đẹp này, cabo nguyên zin và sơn zin toàn bộ, kính lái không rạn nứt gì. Đấy, mặt ca lăng của chiếc xe này, đến ba đợt sốc này, phần gầm phía trước đây, em quay cho quý chị xem này. Đấy, tất cả các cái phần gầm này, những gầm này khá là đẹp. Đấy, quay mộc luôn cho quý chị. Kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt nhá. Đây, toàn bộ các cái khe hở cánh cửa này đều zin và nó khe hở nó đều nhau trước sau, bậc lên xuống của chiếc xe nó không có bị móp méo gì. Đấy, toàn bộ xe thì từ các cái vùng khung gầm đầu sắt xi này. Đấy, đều rất là đẹp nha. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Ford Ranger nhé. Vâng, và đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Tắp ly cánh cửa của chiếc xe này, đến bậc lên xuống này, ốc cột này, nội thất ghế phía trong là nỉ nguyên bản từ đầu. Đây, bác nào biết xem keo chỉ đây, sùng chỉ là bao zin này, tắp ly này, nỉ rất là đẹp. Kính đều của hàng Ford và đều có số 8 theo năm sản xuất của chiếc xe nhá. Đấy, khóa tổng điện này, ốc bản lề đều bao zin, bậc lên xuống này, ốc cột này. Đấy, nguyên zin hết nhá. Các cái gioăng chống ồn này không bị chảy rách này, mép cột là sơn zin toàn bộ. Các cái phần nội thất ghế bên lái bên phụ đều rất là đẹp. Vô lăng tay lái trợ lực điện này, bóng khí vô lăng là nguyên zin. Đấy, hộp số tự động 1 cầu nhá, XLS, màn hình này, thêm bóng khí, tắp ly đều rất là mới và đẹp nhá. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Đấy, đấy, toàn bộ các cái phần tắp ly cánh cửa phía sau của chiếc xe đây đều rất là đẹp, bậc lên xuống, trải sàn ra, cột kèo bao zin. Đấy, trần nỉ nguyên zin và toàn bộ nội thất ghế phía sau không chảy rách gì. Với góc quay này thì quý anh chị nhìn thấy vô lăng, tắp ly, bàn thờ, bóng khí này khá là đều màu theo thời gian. Đấy, anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Và đây là cái phần đèn hậu của chiếc xe này. Đấy, cốp chỉ ra sau này, đến xoàn thùng không chở hàng nặng nhé, bao zin hết, đinh bấm đinh dập ở cái góc sau này. Đấy, tuyệt nhiên là không đâm xô, sàn thùng không chở hàng nặng này. Hai phần tắp ly cánh cửa bên phụ của chiếc xe này, chỉ sùng là zin hết toàn bộ, bậc lên xuống này, cột kèo. Đấy, các cái gioăng chống ồn của chiếc xe đều rất là đẹp và là nguyên thủy từ đầu. Đấy, khóa chữ U đều là nguyên zin, chữ tháo lắp. xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là thân vỏ, độ cách âm của chiếc xe cũng rất là tốt nhá. Đây, kính đèn đều zin theo xe, móc khóa này, tay nắm mạ chrome và toàn bộ các phần ốc khóa bản lề này, bậc cột kèo sải sàn ra, tem mác cột đều zin hết nhá. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhá, từ các cái ốc tai này, ốc cabo này, chỉ cabo bao zin và toàn bộ các ốc chân đèn đều là nguyên bản nhá. Xe thì máy khoang động cơ là sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đấy, tem mác đầy đủ hết. Xe thì mộc em chưa dọn đâu, sau 2 hôm nữa em lại sẽ cho dọn vệ sinh thì nó khá là đẹp đây. Tất cả các cái đầu rằng ốc này đều là nguyên zin. Ốc cabo này, tai này, đầu răng này, rất là đẹp nhá. Chân đèn, đấy, đầu pha đều nguyên bản hết. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Ở đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy đổ rất là êm, máy không có rung lắc gì. Anh chị em có thể nghe cái tiếng động cơ đây. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2018, số tự động 1 cầu XLS, máy dầu nhập nguyên chiếc Thái Lan. Chiếc xe mang biển kiểm soát 81C15954 và chiếc xe thì bên em cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin, bao an ninh pháp lý chuẩn chỉ, không phạt nguội, không tranh chấp. Và chiếc xe thì đang chào bán giá công khai là 500 triệu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và gặp lại quý vị các bạn.